Chào mừng xuống bóng bóng tặng ọc này. Thằng ngày này một chút nên không thể thấy cứ sẽ tụi lím. Thằng ngày này nên không miến vị trí thơ nông muối để không trong bằng hai bóng bóng cứ chía nông bìa. Trong bộ nông bìa khi ông bán thơ viết chân rồi hơi khi ông nông bằng hai bóng bóng ông biết rồi biết thơ. Bạn ta muốn đăng chạp đám khi nhóm xô mọi bóng bốn chui chọc like nâng share video này hay complete nâng chọc subscribe ở những khi nhóm phong nâng khăn YouTube miễn chú mô thá sẽ tụi lìm rồi hỏi bóng bốn nâng ai tự tù video thamay là bỏ nâng khi nhóm xôn bóng bốn mọc tạm đán là gương xóm personal nung bia rồi bỏ dưỡng. Snow nông bia rồi bỏ dưỡng cứ miến bay hồi gram sân đại khiếu vô sân bỏ chanh hơi tắc rật chế cứ bằng bay hồi miếu score bỏ thân áp được score số bia hồi gram brain chá cứ 50 ml rìa ẩm bẩn cần lá sập bia cà phê rồi à tắc chiếc tren cứ cần lá sập bia cà phê trong bộ xong bộ nấm bia cứ chạy chế bì phần này tìm mối cứ xong bộ kháng cáu tìm bì cứ xong bộ kháng nồng xong bộ kháng cáu cứ miến bì hồi gram mà sao nung khế tắc tự chế cứ 100 ml score số rồi cứ score bỏ thân áo cứ 50 gram rì ai tắc bền chá cứ 50 ml hay nâng ổng bớ 7 gram. About the flowers for the pastry, I wish to advise you, and it is important for you to follow. Otherwise, your pastry it won't be nice. Okay, the cake. So you must use cake or pastry flowers. Okay, you must use this, and you can buy it from the supermarket. It's no issue. With the stuffing, it's up to you. You can pick whatever you want. For me, I don't have fresh durian, so I use extract one. So for you, you can use fresh fruit. Okay, you can use durian, you can use mango, you can use jackfruit, whatever you prefer. Trong bữa sơ đại, bông bông cua ta tram với bì lên nghịch tốt. Bạn ta muốn nâng tram với bông bông trai ta liên tật chánh. Nhưng hãy nó có bạn bay từ bốn đoàn đại bông bông. Đã bây giờ phía xa, chà. Vì dân sáng ngào ta về chạp chân, chà. Trong bữa mà xa xâm bộ kháng nóng, dân bà 100 gram mà xài nung khét brain chá rồi có brain olive 70 ml. Dương ra bông tia bì crop ní cứ vô cái lại snow vía bông apple có hôm nữa nha vô đam bay liếp nụ lơ nụ bì môn nâng đạc đọt đam bay ôi vi bò sát nha môn nâng dương đạc ngô bì lơ đài. Ấy lời này nhóm nâng bằng hai bóng bóng đọc biếp sáng sẵn đại. Muốn nâng bóng bóng đọc sáng áo, bóng bóng trời ta liên tật biếp chanh mặt tật sân hay chăm chạm châu chân năng. Ok, now let me show you how to boil the mung beans. Before you put it in the pot, you must wash it once, ok? Before you put it in. Bột tọa mọc bóng bóng trời ta chạm tật châu, ạ tật bằng bay dối miêu nâng. The next step is you have to put the water at the 800 ml before put it in, okay, and then stir it well. Stir it well until it expand the mung bean a bit, and then you put some more ingredient in. Dương chạm tật hơi dương cô bên tích nha bọn phố nè. Nâng ngày hai cô sẽ tụt tới. Ở việc bụng tích tới chạm chạm khướng xem tiết chỗ.
bé bong bong khơi và bù viên đại láng bong bong đôi vi chân chân á chả đôi vi chân nhỏ ngay. When you see the bubble coming up, just make sure that you scoop it out, okay? Scoop it all of them out. Bọn tôi bị buộc bàn đọc nhật tì máu. Dương chạp đà đặt cơn xóm phố sử dạy viện tôn bằng tạch hơi. After 10 minutes, after boiling 10 minutes, I can see that our mung bean is a bit soft now. So we start to put the ingredient in, okay? First of all, you put the sugar in, okay? Đặt sco cho bọn bọn. Hãy cố viên tích tớ, stir it a bit, okay? And next you put the salt. Bọn tỏ mà bọn bọn đặt bở. Hãy cố viên tích tớ, bọn bọn, off the salt. Chà, cầm ôi viên khói bạc đây. Stir it well, you know, just in case that it might burn underneath, okay? Then you put the sugar. And then the next step, you put oil, okay, cooking oil. Lớn đã phèn sợi dài cho tới để bằng con cô vậy đó nhé cha cô vậy từ thì một phát cái đã you know terrain extract đã chiết terrain đó bằng bốn là ngay đã cho tới nhé cha đã ở là ngay ở cho tới hay bằng con cô vậy sập tới nhé hay bằng ngoài bên to từ tiệt. Để hèm một đọt méo. Mình sẽ đại dân cái chất bán á bóng ổn. Chà là dân chờ cô là hốt đó nè bóng ổn á. Cảm ơn vì cô. Cảm ơn vì khói bát hay phần của thôi anh tích nè bóng ổn. Nhâm chong prap bóng ổn bằng tích. Vì mù là hai đợi bây bàn chân chạm bên chá cho tức nông sân nô nông tiền rồi bỏ chừng. Vì prua bà dân ọt chạm bên châu tế. À sân nô dân nó sọc sọc. Hãy đọc bê ớt ớt chọc nha tê. Đọc bê dân cắt chanh máu. À mà sao đó mà sao là snow đó snow. Cứ ớt chân anh sọc ta hơi. Chà. Thời thật đạp bóng bồn á. Cũng khăn nè. Trong phép technique mùi tiết. Bê bóng bồn cô cùng cô sẽ đáy nâng á. Bóng bồn vô vệ nâng nhịch nhịch viên chân á. Chia sẽ gọt viên chân tới. Đọc bê tìm phút bóng bồn bạch cân tê. Phụ bà chọn ai mốt phía chân cái cân. Bần tay dân bạch cân tê. Nhưng khỏi chất 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 đôi xa xa đáy dưỡng nướng thèm phí lần nghịch hơi. Việc tuần sẽ áp á ná. Chân em bạch chăm phở mà sân tê. Nâng ngày khi nhóm phương chân á. Tìm phót viên mọt mổ mạch bóng phá ồn. Nâng ngày bạch chăm phở mà sân tê. Xa đáy dưỡng là lời chân hơi. Trong bố sân đáy thuê sân đô nông bía khi nhóm bàn luôn mê rụi hơi. Dương trang biên là ngô lính. Xâm rạp đã vì lỡ nông phía dưỡng môn nặng đột. Trong phố phong môn ăn ạ cà đá là ạ cà hôm nâng. Dương phá vì liếp nông phía rồi bỏ dưỡng. Liếp phong thi hương hói dương đặt là ngô linh nâng vì lỡ môn nặng dương đã đột. Lời này nên không nặng bằng hành bóng phốn rồi biếp liếy mà xáu nôm kháng kháu. Now let me show you how to mix the outside dough, okay? First of all, you have to sift the flour. Bong la bong pon thoi hang sai la oh na bong pon na cha. Rang vi oi mot kom oi vi dop dop cha. You have to sift it to make sure that there's no lump in the flour, okay? So the flour is 200 gram. Cake flour, okay? Have to be cake flour. À mà sai ní, dương dô mà sai là nôm nó bóng phố ná. Mặt bàn là ồ, chà. Tuyền chân tới tôi ở mọt tới, hay bóng phố nâng đặt. Rồi hay bóng phố đặt bờ chỗ. Bờ chỗ là khớp. Tôi mọt bóng phố đặt score. Score chỗ tới nè bóng phố. Đã score bằng phụ ôn đạm tắc. Đã tắc trô tới. Đã bằng phụ ôn đạm khoảnh. Phụ ôn đạm sóc.
go on top and I want to keep sifting like that, keep stirring it. Yeah, it's now to, it's time for you to use hand. Và bây giờ bơ đáy hay nè bông phố nè. Chà. Vì ông sao nó thơm mắt chỉ bạch vì ông mắt ở sọp. Make sure that the flour mix well. Okay. I probably have to put flour on my hand so that I can use the hand, okay? So keep doing this. Massage the flowers. Okay. You keep massage the flour until it's mixed well and soft. Okay. Dân thử dân dân sáng nó dân luôn luôn nhớ nó mong muốn nó to tàu viên nó là thả lìa chỉ sạch muối nó mong muốn á chà mà sao nôn khăn khè nó không ban lìa hơi hơi hay không luôn dưa chỉ mù chân tới hay không khổ tục đây là ní riêng trong lòng hán rồi biết lìa núm stop khăn nồng vốn lá dân trâu tài dùng mà sao viên nó dùng màu đen rồi mót cũng ở bên miền độc độc to avoid lumping in the flowers. Okay, do this until you finish. Thôi chẳng là ông bông bốn mọc bông bốn rồi ta chạc khăn chỗ chá. You have to put the oil in and then you have to mix with hand, make sure that you got clean hand. Okay, nhưng thử lia chỉ mùi nước đầy chá ọt ạch phở bẹ xóm vai bàn tế. À mà sao tròn khăn nông nâng trong bàn là đi vì hơi hơi. The inside dough I already mix it well. Là nâng dân chạp đàm luôn nôm bóng ổn. Mình hãy lo nhà khăn khẻ sân. Môn đồng luôn nôm dân thật đạm sao về sân bóng ổn á. Đạm sao về tới. Hay lo nhà ở tư chìa quen như là bóng ổn á. Chà. Ở tư chìa quen. À, nôm nó dân thử thử bạn đọc mùi nôm nó bằng phố nét thử từ về như tới cặp chìa mùi đọc đồm đi khăn nóng nó bằng phố nét như này lớn chúng ta khăn nóng đá khăn khẻ đi snow khăn nóng lớn như snow khăn khẻ cho anh mà đá. Now we try to mix the outside dough now. Okay, nôm khăn nóng chúng ta làm sai cái tiết tới cũng ơi đi chua với sao bằng phố chà. Hãy dừng thơ ở ăn nó ở về nha tên nó bằng phố nát thơ ở bàn của mùi đọc nốm. Ok, you have to make it long that you can make 16 cake all together. Ok, you can cut it. Ok, cut in half, half and then half again. Ok, so half again. Yeah. You make sure, you know, trying to make as close as possible. Okay, so in that I have to make in 4 16, so I have another 4. Nhưng còn ai thằng bộ bọc ôn trong thằng của bạn bắt nhưng đó miền bắc thằng tới nhưng thời cặp chẳng là bọc ôn á chỉ phụ môi đầu đọc nôm. Mùi đọc núm. Chà, nó phải mùi đọc. Nên có cắt phải mùi đọc đấy nè bóng phố nè. Chà, phải mùi đọc, phải mùi đọc. Mùi đọc. Chà, nó cắt chết. See the inside one, it's easier to cut. Okay, wind up. Để bọn con chia dâm đây thà lấy dâm đặt đam luôn nung dế chá rồi dâm đặt đông đông tới chá bọn con á luôn cho luôn làm cái thôi ở bàn mù chân á đây đặt sai cái nó mọi việc chua bọn con chá không muốn đập núng. Nôm nó hiện tu tu tê ở thông tê the 16 cake it's not that big. Okay, it's sort of small to medium size. Okay, nhâm trong chập bông bông chia chiếm cắt ở bàn của mình đập đống quạt thằng mắt ở việt mà thằng mắt ở cùng ở thông tu lực này khang pê. Yeah, lại ní bông bông khi ông làm bông bông là biết đạm sáu
à khăn cây chỉ muốn nó sạch mà sai khăn nồng ok dân cho mà sai khăn cây mà đông máu chả hay dân về bây giờ ở tập bài chân nào bằng phốn tập bài chân á này ở mu chân tới hay dân đặt mà sai khăn sai khăn nồng đi chỗ ở nông ban chỉ nữa chứ nào bằng phốn á này hãy đặt bị một đông tới á hay repeat the process until you finish the 16 dough ok 16 pieces bọn khi mình đồng hai bọn phụ rồi biết luôn mà đoan tiết muốn nặng đạn muốn nặng đạn snow cho thưa trên nung nung mà nung pìa hai cha ok when you roll it you just put this piece you know you make sure that the one that the piece that roll on top of this dough you just roll on top of it ok let me show you ok make sure that you have plenty of flour ok make sure that bọn phụ thử đạn một sai năng ở ban cháo nè bọn phụ lồn chân nè lấy đi lôi ở ban về ok hay còn phê bọn phụ một sai lấy đi vì phốc chúng ta tập phốc can là o bọn phụ nè còn phê vì ớt khô tệ ok when you roll it as long as possible this one ok and don't worry about the puffing flour the puffing it is it's better it's a good flour ok so after you roll it long like this ok you just roll it again ok keep rolling okay keep rolling okay that like this okay that now it's fatter yeah just put it like this okay once done I show you one more okay I just make sure that I put enough flour you phải bong bong một tiết một tay bong bong complete thử đặt sai nứng ở chớ nó bong bong nát cũng ở bị chọp chà từ rô viên chân bong bong như ngày rô viên ở ban về anh ta ở đấy thì can là sáng can là lo sáng đi lo nát bong bong chà khiêu ban vừa nhâm rồi chơi với chơi nát bong bong complete vừa nè vừa ban nhâm từ ngóc nên khiêu ban chơi nhưng mà bong bong chơi đại nhưng thơ rồi chơi rụp bổ môn đi chẳng hạn bạn nhâm trong chơi chơi bong bong cứ chơi mình tên cứ tha tận nhiên mọi phía rồi cứ tha chăng anh tạm rong bằng phôn chà khi tận nhiên của khi ban phơi hái bậc khi mặt chăng anh khi mặt hiền phép bằng phôn tê ai lấy ní khi mặt bằng hàng đặc biệt lôi mà sáu muốn đặng đặt snow dương tử vô mẹ đai đi muối bằng phôn mẹ đai chót nàng à cả đá trong cả đá nôm nó chót về trót tới chà push in the middle and then you start to squeeze on the side okay make as round as possible thử ơi riêng tập 3 tí tới bọn con á chà hãy chạm đặt massage tới hãy chạm đặt luôn về chà put plenty of flour and then you start rolling okay when you roll this one you just make sure that you make it round as possible and as thin as possible về dương mù luôn như thế dương thử thử với ở bàn mũ ở bàn đang phật sản lục dương đã cho tới đồng tiền dương ở bên ở sơ bài kia chà nhóm nông bằng hai bằng bằng hai tỷ bảy là đặc biệt với bây giờ mà sao dương đang nữa chà very thin với dương phật snow trên tới một bốn đặt snow cho you put the stuffing in and then you just wrap around đôi nôm mà ni trắng ban chân nữa chà trắng đó hãy and then you twirl it around bây giờ đã hơi dừng make sure that it cover all the mang bean in the middle okay dừng phơ được ha cuột viên trắng cái nó không ở vị trí nhà mọi vị trí nhà snow khoảng nòng chà ok với tới dân đã sáng máu dân còn đã đầy thế chứ rồi chân tới đã trung bình chân tới dân circle around like this twirling around and then press it a bit okay and look at the bottom see how nice it is you can't see any mang bean so that means it's good okay I show you a few more put plenty of flour đã ở chỗ tới hãy bong bong đi để diễn cho it's like a snail okay put your finger like that push it scot vi yet hay chu bạch vi chung vành chăng na you just press it around the dough
make it as round as possible. Thơm mẹ ở bàn chung vinh chân hết. Chà. Rồi dừng. Press some more. Then you start rolling. Bê dân thơ này dân thơ ở bàn lươn ở khuất của khách sáng như rắn. Chà. When you do this dough, make sure that you do as quick as possible because you don't want to get the dough get dry. Okay? Bê na bóng phôn thơ nhờ mà sáng nó bị đôi hiện phẹp 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 hát. Bà này đang thả là ồ. When you see the dough is a bit cracking, don't worry because that is a good sign that it's a good dough. See how thin it is? Put in the middle and then you start to wrap like this. Your finger, you see, you wrap all around. Yeah, and at the end it comes to meet together. Bây giờ đặt chân tới những cuộn chân á, chà. Chân tới hay chân cuộn cuộn bên chân tới, twirl around. Chà. Chân tới. Chà. Flatten up a bit. Điện đặt hồn hồn chung bên chân tới, twirl ở bên mũ. Yeah, twirling around, make it look round. Press it a bit, join bên thịt tới. See? Chà, khởi nhé khinh nông dân lỗ ở bên chân tế. Bạn này tha về lỗ. If you can't see anything, then it's good. Okay? Don't worry so much about the bottom, as long as it's not seeing any stuffing, it should be fine. Bọn bố nó khang khối đi, mình sơ sát của mình ấy đấy, còn ai từ việc chanh snow tức bàn hời chà. Chà. Bọn bố thường chân là hốt đó chọc á, you have to do like this until you finish. Okay? Mà sáng là sao mà đông trong cáo ý, nhằm nâng bằng hàn mà đông tiết. This is the last piece, so I'm going to show you one more time, okay? Press the dough in the middle. Yeah. Flatten up. Đặt vi ở chụp bạch chân á. Rồi tới đặt mặt sáu, you put flour and then you start rolling it. Rolling, rolling. Yeah. Tới bây tới bạn là mu. Hai sáu. Chà. Mu hai sáu. Chà, kinh tế mà sao nó đang mình tên chá. Mình đặt snow cho máu. I twirl it around. Nhưng chỗ đây dùng cuộn cuộn chân máu. Chà, hãy chập làm cuộn chân. Nhưng twirl around cho tới. Twirl around See in the middle. You can't see anything, so that means it's good. Hãy đặt đây dùng chế máu. Hụt vờ chế máu. You twirl around like this and press it a bit. See? Nothing, so that means it's good lumpia. Now it's 16 is done. Okay, let me show you the next step. Nhưng còn trong phép bóng phôn tha lumpia, nhóm bàn lôn hơi mùi tình đọc lumpia. Okay, hơi nâng nhóm đồng hành bóng phôn nơi thua vay tiết bằng tòa bì nì. Nhóm đồng hành bóng phôn nơi vay được nhóm đồng thư bằng tòa cứ một tọt móc bông bông trơ vô bông tia có hôm ní dùng một vài vì ở mót chá. The next step you have to mash the egg yolk, okay, until it mix well together. Giờ mix vô mót nó bông bông á ngày bông tia nắng chá. Hay một tọt móc dùng đồng prá là ngô đi nhẹ chá. Dùng đồng prá bông bông. Yeah, I will show you that I'm going to use the roasted sesame seed. Okay, so just mix well with the egg yolk. Go your mouth down on it. Yeah. Okay, let's mop high. Nhưng mà bọn thử miên là pen brush. Anh hiện sẽ mạp liếp nông phong tia dân nắng ná. You have to use pen brush this time. Okay. Right. So you pen on top. See, you just soak the egg yolk with the brush. Then you just pen on top of the, see, pen it like this. All right. So you have to paint twice, okay? To make sure that it's okay.
normally it looks good, but when you bake it, it's gone all over the place, okay? But don't worry. Pe yung liep chang bong pon ot ay te. Pon tae pe yung dak dot ta, vi hia chang mau bong pon ot sa te. Pon tae kong kho, nang hai pu vi thương mạch bởi vì chăng ta hai à. Vi hia chăng hai, chà. Yung liep sa chăng na, okay? You go around with one layer first. You have to paint two layer, okay? Liệp pi chuan bong pon, chà. Chăng na bong pon na. Liệp chăng, chà. Liệp ở ốc ta na. Mùi đọp, you have to keep painting until you finish, okay? Còn phở bong tí na bong pon na, phở bong ngon. Chà. Phở bong ngon lo chiêng, chà. Phở bong ngon vì ốc khăn na bong pon na, chà. Vì ốc khăn khăn được bong tí tê. Chẳng hãy phở bong ngon vinh, chà. Tương chân lâu đó chọc nó bong pon, chà. Ok, muốn bong 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 liệp mà chọn tiết before you paint another layer, you just have a look, ok? If the first layer is like all over the place, you can use your hand and then, you know, just clean it up a bit, ok? Just like this. Bong bong khơi vi hi hô khlang bách, bong bong vô đây viên viên tích chân á ná. Chà, ở đây thì. Chà, bà tham mơ tới đôi phía là xem là xam khlang bách. Ok, if it doesn't look, if it looks bad, if it look not too bad, that's fine, ok? Ok. Bố viết tắc bên trắng ở bên hia chẳng ông because of the liquid. It normally, it's just all over the place like this, okay? Okay, now put another layer. Now I put another layer. Liệp chọn tiết nè, bông bông. Chà. Liệp bì chọn. Tập bệnh đốt tư hiện có hôm tí cho bông bông nè. Chà mơ tư hiện đôi ọt sơ có hôm ở bên hình liệp chẳng á. Tập bệnh đốt tư vì khoản bà đài. Chà. So when you paint it like this, it doesn't look brown, but when you bake it in the oven, it look really brown, okay? It normally melt all over the place, you know, the juice is coming out on the side. But don't worry, because you can't control this one, okay? Yeah, just try your best with the paint on top. Okay, bong bong kong barom pe dot ta ga vi chuan a bong tiên vi hi ho wa. Cha pan kong barom bong bong. Cha. Nhưng mình ạ, thưa ấy bán thế phụ. Vì mình chiếc tắc vì thử hiếc chẳng hợp bóng bóng chà. Ngoan pi bán còn. Ok. Yeah. You make sure you put two eggs, ok? Two yolk. Ok, one yolk is not enough. Ok. Can you see the difference? Before without paint, now it's paint. See, it looks nice. Ok, I show you the next step. Thế bóng bóng là lần nâng khơi vì mơ tới khơi lỡ xa đó bóng bóng. Bóng tích tiết nhóm nhóm bóng 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 nâng trâu thơ vầy tiệt. Chà. Bóng lỡ nhóm bóng bóng đọc điệp để nhóm pra vị thi ở vầy để nhóm ách đã là ngô linh tơ lơ ngông pi nâng bán. Now let me show you the technique that how I use something to put the sesame, roast sesame seed on top of the cake. Okay. Usually you can use something round, okay. Example like radish or carrot or, you know, zucchini, whatever that is round, okay? It's okay. As long as it's moist and then you can stem it on top, okay? It stick like this. Okay, chúng phố ở đây ta bóng bóng pra, bóng đây ta ai đặt tới vì chọp, lần gồm lý bị chọp nữa à bóng đây dân pra nữa. Đôi chi trẻ thai, carrot, zucchini. À vậy để tha hiện mũ là bóng ồn như ngay hai ở miền chiết sao đặt bay ở p dạng đạn ngô tới bị chọp nữa hai đặt p dạng đạn tới đặt tới dạng bật ngoài chợ bóng ồn là dạng đạn ngô đặt chân tới dạng đạn lơ lùng pìa dường chà see that's how I do it just stick the roasted sesame seed and then you just stem on top okay keep doing it keep repeating it okay just like this okay. The sesame seed, you make sure you roast it first, okay? Yeah. Gọp là ngó nó bông bông, thử liên viên muốn nó bông bông á. Nên là ở việc làm tích tư. Và bây tập bê dân đột việc tư vì bò với xa ạp, chà. Chẳng là bông bông thường chẳng tới, thế nhé. Mà mình và bà ấy tới bông bông, chà. Nên là dân chơi hộ vị thi chân bàn, thế này. Thế mấy ai tập viên chua học ta, ai tập viên mua nó bông bông á.
something, the material, the fruit or the veggie that it's round shape, it's fine, okay? You can use it. See? It's almost done now. Okay. Chúng tôi sẽ nấu với bông bông bạch phơ tam nhóm tê bông bông ạch đạc tam chẳng đóng chẳng đồ chất đôi tử lông ấy cực bông bông ạch đạc bán này nâng ngay tử lông bông tia bông môn ấy chẳng hết bông bông á chạc đạc tam chẳng đóng chẳng đồ chất bông 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 tư hay ạc sô nó có đạc tam chẳng đóng chẳng đồ chất bông 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 này. About the stuffing, you can use potato, you can use taro, you can use whatever you prefer, something that's soft, okay, and with the sugar the same. You can put more or less, it's up to you, okay? But for me, 200 gram, that's good enough for me. Yeah, chấm bột nhóm, 200 gram, nó cứ bà em, trong bà em chỗ phô. Thế nhé, bỏ bố, khởi hai nữa. It's ready now, ready to be baked, okay? So, bỏ bố thử đặt đốt, chúm luôn mà pay mà đốt. Chà, mà pay mà đốt nó bỏ bố nữa. Baking time is 20 minutes, okay? Make sure that you bake 20 minutes, okay? And keep checking it. It should be fine. Okay. Nung pi đập vào muối nhóm ban đặt nung ngô rồi hái 16 cake. Khoa nung pi I already stand with the rosemary seed. Now I wish to tell you some more about how I bake it. Lần nữa nhóm trong prap bằng to từ tiết ta ta dùng từ đất đặc biệt mạnh. Muốn nâng dân đốt dân miên vị thi bí. Tí mối dân thử liệp tha đốt nâng cho mùi nâng prên. Tí bí dân pra bị nhóm ní cả đá xâm nhập đốt nôm nâng á. Chà nhóm cắt tư đã tốt bị khôn. That's two way that before you prepare your cake before you bake in the oven. One method is you paint on the tray, the baking tray. And the second method, you use baking paper, you cut it the right side and you put underneath your cake. For me, I prefer this one because I don't have to paint the tray. ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តប្រើក្រដាសដុតនេះវាស្រួលជាងមិនបាច់ចាំលាបខ្លាញ់នៅផ្ទះចា ចំពោះរៀបចំការដុតយើងត្រូវតែបើកoven យើងនឹងចាប្រដាប់ដុតយើងនឹងមុនសិនដាក់កម្ដៅ180 degrees. Before we start baking our cake, we should turn on the oven first, warm it up for 180 degrees. The temperature that we need to bake, the minute, the time that we need to bake is 20 minutes.ចំពោះនំពៀយើងត្រូវដុតរយៈពេល20នាទីប៉ុន្តែបាន10នាទីយើងត្រូវតែឆែកវាមើលហើយដោទឹះវាកុំឲ្យវាឆ្អិនសប But in 10 minute time you have to check the oven, check your cake and then turn it around, make sure that it cook evenly.